Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều nay, khu dân cư Hải Hạc 2, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Đến dự và chung vui với bà con có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng. Thời gian qua, phát huy tinh thần đoàn kết, khu dân cư Hải Hạc 2 đã đồng lòng thực hiện các nội dung của các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh. Khi COVID-19 bùng phát, ban công tác mặt trận tích cực tuyên truyền bà con khu dân cư nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời kịp thời rà soát hộ nghèo để tiếp nhận gói hỗ trợ COVID-19 theo nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ. Trong không khí sôi nổi, ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư Hải Hạc 2 được tổ chức ngắn gọn nhưng trang trọng đầm ấm. Khi tham gia được cái ngày hội đại đoàn kết này á, là tôi cảm thấy rất là ý nghĩa, hăng gắn kết là những người bà con làng xóm với nhau, tạo một cái mối gắn kết để hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, cùng nhau vươn lên thoát nghèo bền vững. Mình thấy là khi mà tổ chức cái ngày hội này, bà con rất là vui và ai cũng giúp cho cái ngày này để mà buổi chiều có được đông đảo như thế này, thì chúng tôi nghĩ rằng ở đó muốn được có như vậy thì cái ban công tác mặt trận tại khu vực này phải có những việc làm cụ thể như thế nào đó mà liên kết được bà con để tạo được mối đoàn kết để có cái ngày vui hôm nay tại khu vực. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung đánh giá cao những nỗ lực của khu dân cư Hải Hạc 2 với nhiều kết quả tích cực trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng thành phố Bốn An. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị ban công tác mặt trận tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời phản ánh lãnh đạo thành phố, chung tay xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Dịp này, ban tổ chức đã trao quà cho các hộ gia đình có những đóng góp nổi bật trong phong trào thi đua tại địa phương.